À, kính thưa các bạn, khi người ta sai thì người ta ít có khi nói dối, bởi vì người sai hay nói thật với lòng mình. Và mời các bạn nghe một bài hát Sai của soạn giả Mạnh Quỳnh. Mời các bạn lắng nghe.
tử đã giết mòn thể xác nên ngậm ngùi trong nẻo tối cuộc đời. Tâm sự lòng ta vẫn chưa nguôi, ôi tâm trí ra rời, sầu nặng chiều biển côi. Đêm nay ta với căn cầu bạn suốt cánh sầu mặc cho lại cho